việc tổ chức cái hội nghị ngày hôm nay của Consulat thì tôi thấy rất là bổ ích, và tôi nghĩ là rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm cái việc làm thế nào để có thể xây dựng được cái thương hiệu của mình để tồn tại được trong nước cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài. Tôi nghĩ là Consulat ngoài cái việc tổ chức các hội thảo này thì cũng nên gặp gỡ và tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam cho từng các trường hợp cụ thể sao đóng góp cho cái lượng hội nhập kinh tế Việt Nam. Cái việc bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam đang trong thời gian gặp khó khăn thì người ta cũng rất muốn tìm cái lối thoát, và hiện giờ thì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thì cái kinh phí để xây dựng cái thương hiệu cũng như là tạo ra hình ảnh người ta cũng không có nhiều, thì cũng mong muốn là Consulat ngoài cái việc tổ chức hội thảo này thì cũng cố gắng xem xét một cái mức phí tư vấn làm đấy cho các doanh nghiệp Việt Nam, cái mức nó hợp lý để có nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể có nhiều cơ hội để tiếp cận với những cái tổ chức tư vấn quốc tế như là Consulat. Hội nghị hôm nay rất là bổ ích và rất là hữu ích cho các doanh nhân, và đặc biệt là doanh nhân trẻ. Tôi thì hơi già nhưng mà vẫn tinh thần rất là trẻ, nên là cũng muốn truyền cái buổi hội thảo nội dung này đến tới thứ nhất là toàn thể cán bộ công nhân viên của chúng tôi, thứ hai là những đồng nghiệp chúng tôi để có thể nhân rộng ra trong cái những cái kinh nghiệm cũng như những cái bổ ích của cái nội dung hôm nay. Hội nghị hình thành thế giới là một cái cơ hội để những doanh nhân trẻ như chúng tôi có thể giao lưu học hỏi như là tích lũy thêm kiến thức để phát triển doanh nghiệp của chúng tôi trong tương lai. Thì sau hội nghị thì tôi cũng rất muốn là giới thiệu hội nghị đến những một số những doanh nhân trẻ khác như chúng tôi để cùng tích lũy kiến thức cùng phát triển doanh nghiệp trong tương lai tới. Thì khi mà tham dự cái này rồi thì mình thấy là những cái chia sẻ hôm nay rất là bổ ích cho tất cả những doanh nghiệp đang làm hoạt động sản xuất kinh doanh, mà cũng là của những người muốn khởi nghiệp, muốn bắt đầu một cái sự nghiệp của mình.